Hiền Thục xin được mến chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh truyền thông tư vấn sức khỏe Alo Bác Sĩ. Thưa quý vị, ngày hôm nay với chủ đề xông hơi sao cho an toàn và hiệu quả, đồng hành cùng quý vị, Hiền Thục xin được trân trọng giới thiệu có bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Tấn Vũ, trưởng đơn vị điều trị ban ngày của Bệnh viện Đại học Y Dược cơ sở 3. Dạ, xin được mến chào bác sĩ ạ. Chào Hiền Thục, chào quý vị khán giả. Dạ thưa bác sĩ, thì vụ việc người đàn ông bị tử vong sau khi thực hiện cái phương pháp xông hơi tại phòng khám đông y thì đã làm dấy lên cái nỗi lo lắng cho rất là nhiều người và cả cộng đồng nữa. Vậy thì xin hỏi bác sĩ là những tai biến có thể gặp khi xông hơi là gì ạ? Chúng ta biết xông hơi chúng ta có hai phần. Một phần là nhiệt, tức là tác động nhiệt để thông qua nhiệt đó làm ra mồ hôi. Thì cái chúng ta phải kiểm soát được cái nhiệt để mà làm sao cho nhiệt nó phù hợp với cái vừa cái cơ thể và đồng thời nó ra mồ hôi. Cái thứ hai ra mồ hôi như vậy nó sẽ làm mất nước và điện giải, thì nó sẽ làm suy kiệt, nó làm cho người đó coi như là da nhăn nheo, hay là nếu mà làm nhiều da nhăn nheo và mất một số cái chất nó làm ảnh hưởng đến cái vấn đề sức khỏe. Cho nên cái trong quá trình xông hơi chúng ta chú ý hai phần, đó là vấn đề phỏng và vấn đề mất nước nhiều. Điều đó nó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến vấn đề sức khỏe, thậm chí là ảnh hưởng đến vấn đề tính mạng. Dạ. Dạ thưa bác sĩ, thì hiện nay chúng ta có những cái hình thức xông hơi như thế nào ạ? Và xông hơi giữa cái việc mà chúng ta thực hiện tại spa hoặc là các cái phòng khám đông y so với việc là dân gian mình vẫn hay làm, đó là mình nấu một cái nồi nước xông, sau đó mình xông, thì so với hai cái phương pháp này thì nó khác nhau ở điểm nào ạ thưa bác sĩ? Xông hơi chúng ta sẽ thấy nó có hai cái hình thức xông hơi, có rất là nhiều nhưng mà mình thấy có hai hình thức, đó là xông khô và xông ướt. Dạ. Xông khô thì thường mình sử dụng xông bằng đá nóng hoặc là bằng muối. Cái thứ hai xông ướt là chúng ta dùng bằng nước và kết hợp với một số cái dược liệu để hay là tinh dầu dược liệu để mà thông qua đó để mà làm cho nó nóng lên và nó làm ra mồ hôi. Thì cái xông hơi của cái hiện nay chúng ta sẽ thấy các spa, các khách sạn rồi các cái cơ sở phòng khám nó giống với cái xông hơi ở tại nhà, nó đều giống và một số cái nó khác nhau. Nó giống nhau là điều nó làm mượn cái nhiệt và mượn cái tinh dầu để mà thông qua đó nó làm cho ra mồ hôi. Và nó khác nhau là ở các cái nơi như spa, khách sạn rồi hoặc cơ sở đó là nó sử dụng cái là công nghiệp, tức là người nào vô cũng giống như nhau, là có thể một hai loại tinh dầu thôi, là nó bỏ vô đó để mà thông qua nhiệt với tinh dầu để mà làm cho ra mồ hôi, sát khuẩn đường hô hấp. Tuy nhiên cái xông hơi ở tại nhà hay xông hơi dân gian mình thì ngoài cái nhiệt, ngoài cái tinh dầu từ cái hoa lá cỏ cây thì nó còn có một cái vấn đề có tác dụng là làm ra mồ hôi và giải cảm, cũng như là điều trị mệt mỏi, cũng như là rồi cái nó so thông qua cái tại chỗ đó để nó làm có thể có làm đẹp, tác động lên các cái ngũ quan, cũng như là xung một số bệnh lý ngoài da, cũng như là khai thông các cái củ khiếu. Điều đó thì nó hơi khác với cái xông hơi đại trà của các cái spa, các khách sạn với các cái cơ sở mà điều trị. Dạ, dạ thưa bác sĩ Vũ, thì nhiều gia đình chúng ta có điều kiện ấy ạ. Dạ, thì mình vẫn thường hay là họ xây hẳn một cái phòng xông hơi riêng ở trong nhà của họ. Vậy thì xin hỏi bác sĩ là để cái việc xông hơi này nó an toàn và hiệu quả thì chúng ta cần bố trí hay là thiết kế cái phòng xông hơi như thế nào ạ? Theo cá nhân tôi á, thì tại cái xông hơi này là một cái lĩnh vực của y học cổ truyền. Dạ. Một lĩnh hiện nay là một số lĩnh kết hợp với y học hiện đại, cho nên nó thuộc về lĩnh vực y. Cho nên nếu mà được thì không nên thiết kế một cái lò xông hơi tại nhà. Dạ. Và nếu mà có thiết kế một cái lò xông hơi tại nhà thì phải được tư vấn của các cái thầy thuốc, người nào nên được xông, người nào nên không nên. Thấy không? Tại vì ngoài cái ở nhà ra còn có bạn bè anh em đến xông nữa, và phải đảm bảo được các cái tiêu chuẩn xông. Cái phải có người quản lý cái nơi xông hơi như thế nào. Chứ còn ai vô xông hơi về điều này cũng hết sức nguy hiểm. Cũng như nội thiết kế cái cánh cửa đi, cánh cửa cái này đẩy vô hay là cánh cửa này kéo vào, đẩy ra hoặc kéo vào, thì khi mà mình gặp một cái vấn đề mà sốc hay là đột quỵ đó, mình có cảm giác mình kéo vô thì sự thật cái cửa này đẩy vào hoặc cái mình đẩy vào cái cửa này nó kéo ra, thì cái thiết kế đó là phải được có tư vấn của các thầy thuốc cũng như là của các cái nhà mà thiết kế làm sao cho nó phù hợp và phải có quy trình an toàn
để mà làm sao cho mọi người ở trong nhà cũng như khách đến đều xông hơi, nó mang lại một cảm giác vui vẻ, thích thú và tạo được một cái sự thoải mái giữa gia chủ. Chứ còn nếu mà xông hơi mà không kiểm soát được cái vấn đề này, nó hết sức nguy hiểm. Sau khi xông rồi nó có những người đột quỵ ở đó, những người bị phỏng, những người bị coi như là bộc phát những cái bệnh lý khác thì điều này sẽ không có lợi. Dạ. Dạ thưa bác sĩ, thì thảo dược để xông hơi thì chúng ta gồm có những cái loại nào, và nếu như mà có phải là tùy tình trạng của người bệnh thì cần những loại thảo dược khác nhau không ạ? À, đúng rồi, tức là khi chúng ta xông hơi ở công nghiệp như hồi nãy mình nói, ở những cơ sở thì người ta chỉ bỏ một vài cái loại tinh dầu để cho nó thơm. Mục tiêu của người ta là làm cho ra mồ hôi và có một phần sát trùng đường hô hấp để ra mồ hôi. Còn cái nếu mà mình xông hơi mà để đạt được cái mục đích của mình thì mình chú ý cái xông hơi này là làm đẹp. Làm đẹp là mình có những cái thảo dược, thì thường người ta sử dụng từ khoảng 5 đến 10 loại thảo dược ở quanh nhà, hoặc những thảo dược người ta sẵn để làm đẹp, để phục hồi sức khỏe và để điều trị bệnh bằng cái vấn đề xông hơi. Thí dụ như xông hơi về làm đẹp thì người ta thường xông dùng mặt, để thông qua đó người ta cải thiện cái da mặt, là da mặt là làm ra mồ hôi, rồi cải thiện da mặt, điều trị mụn cũng như một số bệnh lý ở vùng đầu, cũng như là xông hơi để phục hồi sức khỏe, là chúng ta cũng kết hợp với một số cái thảo dược để mà làm sao cho sát trùng đường hô hấp, sát trùng cái thông qua tinh dầu, sát trùng toàn thân, cũng như là để góp phần sau khi xong á, bao nhiêu cái mệt nhọc, bao nhiêu cái căng thẳng đều nó được thoải mái. Đấy là xông hơi để phục hồi sức khỏe. Còn cái thứ ba nữa, xông hơi điều trị bệnh, thì cái xông chúng ta người ta sẽ thiết kế một số cái dược liệu để mà làm cho ra mồ hôi, làm cho nóng trong người, điều chỉnh được các cái sự chuyển hóa ở trong cơ thể, đồng thời điều trị một số cái bệnh lý ngoài da, cũng như là điều trị một số cái bệnh lý y mà cái vùng, thí dụ như chúng ta điều trị bệnh lý ngoài da, bệnh lý về trĩ, bệnh lý dưới da đó, thì những cái vấn đề đó nó khi mà thiết kế vậy nó sẽ thiết kế riêng. Khi nếu mà được xong ở nhà thì mình sẽ thiết kế nó khác hơn với một cái xong mà nơi gọi công nghiệp thì nó sẽ thiết kế chung. Dạ. Dạ thưa bác sĩ Vũ, vậy thì những ai nên và không nên khi xông hơi ạ? Như tôi trình bày đó, xông hơi là nó làm cho ra mồ hôi, cho nên những người mà thường là bị cảm mạo, bị cảm lạnh, đó là những người bệnh lý ngoài da, những bệnh lý về ngũ quan, hay là xông hơi để mà làm đẹp, để xông hơi để cho khỏe, thì đó là những người mà chúng ta, và khi đánh giá sức khỏe bình thường, không có bệnh lý gì hết, thì chúng ta nên xông hơi. Còn nếu mà một số cái người mà chúng ta cần chú ý, ví dụ như trẻ em quá nhỏ, những người bệnh lý về mang thai, hay là về những cái về kinh nguyệt, thì những người này cũng còn một số bệnh lý nền, ví dụ như cao huyết áp, hay là tiểu đường, hay là đó thì hay là bệnh lý về ba sợi đô, tức là chúng ta phải hết sức là cẩn thận, tại vì khi xông hơi nó sẽ tạo đưa lên một cái rối loạn chuyển hóa, nó làm tăng hô hấp và tăng nhịp tim, và nó sẽ tăng các cái dinh dưỡng thông qua tại chỗ và tác dụng toàn thân, thì điều này nó không có lợi đối với những người mà có bệnh lý nền. Và khi gặp một điều kiện này, nó các bệnh lý nền nó bộc phát và nó ảnh hưởng đến vấn đề sức khỏe. Dạ thưa bác sĩ Vũ, thì một trường hợp đó là sau khi mà chúng ta vận động thể thao mạnh xong thì người bệnh cảm thấy mệt mỏi và muốn xông hơi. Vậy thì trong trường hợp này mình có thể áp dụng phương pháp xông hơi được không ạ? À? Thì thường người ta nói nếu mình được á, mình sẽ làm sao cho ra mồ hôi một ngày một lần. Thì cái người mà vận động mà thể thao mạnh như vậy thì nếu mà không nên xông hơi trong giai đoạn đó, nhưng mà nếu mình cũng có thể xông hơi sau khi mình nghỉ ngơi khoảng 20 phút thì mình có thể xông hơi nhẹ nhàng và xem cơ thể mình nó như thế nào. Chứ còn nếu mà mình sau khi mình tập thể dục thể thao hay là các cái vận động mạnh thì mà mình xông hơi, điều này nó không có lợi cho vấn đề sức khỏe. Dạ. Dạ vậy thì trước khi xông hơi thì người bệnh có cần, hay là những người mà cảm thấy mệt mỏi muốn xông hơi thì có cần phải lưu ý điều gì? Và cũng có rất là nhiều người cảm thấy rằng là nếu mà hôm nay huyết áp tụt thì không có muốn xông hơi nữa. Vậy thì xin nhờ bác sĩ cho ý kiến về cái vấn đề này ạ. Trước khi nếu mà được á, chứ tại theo tôi quan niệm là xông hơi á, là cũng một phương pháp điều trị của y học cổ truyền. Dạ. Theo với cách nhìn của y học hiện đại, cho nên trước khi xông hơi một cái đơn giản nhất là chúng ta phải đo sinh hiệu. Chúng ta phải là đo huyết áp, rồi bắt mạch, rồi coi nhiệt độ, rồi coi cái vấn đề hô hấp. Và cái thứ hai là bác sĩ phải khám coi có những cái bệnh nền nào không thì mới có một cái sự chỉ định để mà nên xông hơi. Chứ không phải là rồi sau khi đánh giá tình trạng khỏe, đủ các yếu tố để xông hơi thì lúc đó xông hơi mới tốt. Chứ còn nếu mà mình có một cái bệnh lý nền cộng với những yếu tố cơ thể mình nó không khỏe,
mà xông hơi thì cái lợi ích đâu không thấy, mà thấy nó bộc phát những cái bệnh lý mà nền, điều này nó sẽ nguy hại đến sức khỏe, thậm chí đưa đến tử vong. Dạ. Dạ thưa bác sĩ, một cái trường hợp là khi mà sau khi mà người bệnh hay là những người mà người ta cảm thấy mệt mỏi muốn xông hơi và xông hơi xong thì cảm thấy là khát nước, thì nhờ bác sĩ có thể lý giải cái vấn đề này và cần phải giải khát như thế nào ạ? Nếu mà mình sau khi xông hơi thì cho chúng ta đã làm, thứ nhất là nó làm nhiệt, dạ, nhiệt nó làm nóng trong cơ thể. Cái thứ hai là sau khi xông hơi mình nó ra một cái lượng mồ hôi rất là nhiều, khoảng từ 300 cho đến nửa lít nước, thì nó sẽ làm cho cơ thể mình thiếu nước. Và trong loa nước của cái mồ hôi nó ra, nó còn có một số các cái chất béo, các ion cũng như là chất khoáng. Cho nên khi xông hơi xong rồi mình có cảm giác mình hơi khát nước, thì nếu được thì mình sẽ uống bằng nước ấm và tăng uống từng ngụm, uống từ từ, và có thể pha với một số cái chất khoáng khác để mà chúng ta để bồi dưỡng lại sau cái quá trình mình xông hơi bị mất. Còn đơn giản nhất là chúng ta có thể sử dụng trà đường với gừng, thì uống vô xong nó sẽ ấm và chúng ta nằm nghỉ, hoặc là sau khi xông hơi chúng ta có thể một bát cháo giải cảm hoặc là những súp để trong đó đầy đủ các cái chất góp phần hồi phục lại cái sức khỏe sau khi mình xông hơi. Dạ thưa bác sĩ, thì nhiều người chúng ta áp dụng cái phương pháp mà xông hơi tại nhà, thì sau khi xông hơi xong họ sử dụng cái nước xông hơi đó rồi hòa vào với một ít nước để tắm gội luôn. Vậy thì xin hỏi bác sĩ là cái phương pháp này nó có tốt hay không, và liệu rằng là sau khi mình thực hiện cái phương pháp xông hơi thì mình có nên tắm gội liền không ạ? Nếu theo nguyên tắc đó, mình khi xông hơi ra luôn mồ hôi, dạ, thì mình sẽ nguyên tắc là mình sẽ không tắm liền, không tắm liền. Trừ trường hợp, tức là sau khi trường hợp là sau khi nếu mà ở các cái spa, các khách sạn rồi sau khi xông hơi xong mình tắm liền, nhưng sau đó mình xoa bóp, tức là nó sẽ giúp cho là lưu thông máu huyết liền. Còn khi sau khi xông hơi mà mình cái lỗ chân lông á, theo mà dân gian là lỗ chân lông nó hở, thì khi mình tắm liền nó sẽ gây nên cái tình trạng là cảm nhiễm phong hàn, cho nên điều này không có lợi. Cho nên nếu đối xông hơi mà mình nó xông hơi tại nhà rồi sau đó mình tắm, thì mình nghỉ ngơi mình tắm nước ấm, mình pha là ấm chứ không phải pha nước lạnh, thì mình tắm thì nó cũng góp phần cải thiện được cái sức khỏe mà nó không ảnh hưởng gì cái vấn đề gì khác. Chỉ trừ có trường hợp mà mình ở nhà mình tắm nước lạnh lại thì không nên, nhưng mà khác ở nếu mình tắm nước lạnh nhưng mà mình có xoa bóp hay là sử dụng các phương pháp thì giác hơi, những phương pháp khác thì được, để mà điều hòa được cái hoạt động điều hòa khí huyết, nâng cao sức khỏe thì là cải thiện được. Dạ, dạ thưa bác sĩ Vũ, thì những ngày cuối năm đấy ạ, dạ, và càng gần đến Tết thì cái nhu cầu làm đẹp của chị em lại càng gia tăng, và có một cái thông tin rằng là rất là nhiều người đang là họ muốn áp dụng đó là cái phương pháp mà xông hơi để giúp giảm béo, giảm mỡ. Vậy thì xin hỏi bác sĩ Vũ là cho một cái ý kiến về phương pháp này được không ạ? Chúng ta biết, ví dụ như là muốn tăng 1kg cân nặng ở cơ thể, dạ, điều đó cả một quá trình, cho nên muốn giảm béo cũng là cả một quá trình. Chứ cái xông hơi này người ta có cảm giác là thí dụ khi mình mất nước, mất điện giải, sau đó da mình nhăn nheo, mình cân nặng lại thì nó thấy nó giảm. Nhưng mà giảm này là giảm giả tạo. Cho nên nó là muốn giảm cân thì chúng ta phải đánh giá được. Thứ nhất là xem cái cân nặng này của người này có quá không. Chứ hiện nay người ta không có đánh giá được cái cân nặng mà dựa vào cái khoa học, mà cứ dựa vào nhìn chỉ thấy sao mập quá. Thế nên sau đó cái người ta lại giảm cân. Và điều này nó làm xáo trộn đối với hoạt động của cơ thể, nhất là những ngày cuối năm. Mình làm đẹp là phải làm đẹp cả năm, chứ không phải để mà tới gần Tết mình mới làm đẹp. Yeah. Cái thứ hai nữa là khi đối với người lớn tuổi phải chú ý mình điều chỉnh. Muốn mà đốt cháy mỡ thì người ta phải bằng tạo ra năng lượng, mà tạo năng lượng tốt nhất đó là vận động. Chứ đối với người lớn tuổi thì chúng ta sẽ thấy mỡ ở bụng, mỡ ở mặt trong cái tay, mặt trong đùi, thì mình phải điều chỉnh từ từng bước chứ không phải một ngày một bữa. Nói chung là xông hơi này nó giúp cho là cải thiện cái sức khỏe, cải thiện tuần hoàn, chứ cái vấn đề giảm béo nó còn phải kết hợp với ăn uống như thế nào. Ví dụ mình đối 10 ăn 7 8 ăn ít thôi, uống đầy đủ nước và ăn đầy đủ chất, kết hợp với cái nhìn về cuộc sống này nó vui vẻ như thế nào, chứ không phải cái xông hơi này nó góp một phần cũng như giống như nó khởi động một quá trình giảm cân, chứ không phải là cái vấn đề xông hơi này là quyết định vấn đề giảm cân. Thì chúng chia sẻ là tất cả những phương pháp mà đông y nói chung hay là những phương pháp y học thì chúng ta cần phải có một sự chỉ định của thầy thuốc, chứ không tự ý là mình nghĩ ra như vậy
Và hiện nay chính chúng tôi sẽ gặp rất là nhiều là người ta từ trên mạng mà xuống rồi người ta áp dụng, và cũng như từ cái người này kia chỉ bảo và người ta áp dụng theo. Điều này nó sẽ gây nên cái ảnh hưởng đến sức khỏe và nó làm cho có thể nó gây nên cái mức độ sức khỏe này tổn thương nghiêm trọng và thậm chí nó tử vong. Cho nên hãy giao, và giống như tôi nói nào giờ đó là hãy giao sức khỏe cho thầy thuốc. Dạ. Chính thầy thuốc mới chăm sóc sức khỏe mình tốt nhất, và hãy lắng nghe cơ thể mình lên tiếng để có một sự tư vấn hợp lý. Dạ. À, thưa tất cả quý vị khán giả, hãy giao sức khỏe của mình cho thầy thuốc và lắng nghe cơ thể của mình. Đó là những thông điệp mà bác sĩ Vũ đã đưa đến với tất cả quý vị khán giả trong chủ đề ngày hôm nay xoay quanh vấn đề xông hơi. Và Hiền Thục tin rằng là với những thông tin chia sẻ của bác sĩ Vũ thì có thể phần nào giải đáp được những thắc mắc, cũng như là giúp quý vị có thêm những thông tin hữu ích cho bản thân của mình để bảo vệ sức khỏe cho bản thân mình và cả những người xung quanh. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ Vũ rất là nhiều ạ. Và cũng cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã quan tâm theo dõi. Mến chúc quý vị có thật là nhiều sức khỏe và thành công trong công việc. Thân ái chào và hẹn gặp lại quý vị vào số phát sóng lần sau. Chào Hiền Thục, chào quý vị khán giả. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.